No way, that's a guy who knows. No. Quay tới độ này luôn này. Lên người gấp kia. Qua bao năm tung hoành bó lâu, đời khi phách chi trai hùng anh. Dù non sông ngựa tung bay thiêm sông ngựa
qua bao năm tung hoành bó lông, đời khi phách chi trai hùng anh, dù non sông ngựa tung bay kiếm với vùng trời xanh, bọn tuyết trắng với phu đường ta hôn cờ dương cao vì xanh vang đất trời, lòng tự hào vô lúng hùng anh ta hiên ngang giữa bóng sơn hà. Qua bao năm tung hoành bó lông, đời khi phách chi trai hùng anh, dù non sông ngựa tung bay kiếm với vùng trời xanh, bọn tuyết trắng với phu đường ta hôn cờ dương cao quý danh vang đất trời, lòng tự hào vô lông hùng anh ta hiên ngang giữa bóng sơn hà. Qua bao năm tung hoành bó lông, đời khi phách chi trai hùng anh, dù non sông ngựa tung bay kiếm với vùng trời xanh, bọn tuyết trắng với phu đường ta hôn cờ dương cao vì xanh vang đất trời, lòng tự hào vô lúng hùng anh ta hiên ngang giữa bóng sơn hà. Phách chi trai hùng anh, dù non sông ngựa tung bay kiếm với vùng trời xanh, bọn tuyết trắng với phu đường ta hôn cờ dương cao quý danh vang đất trời, lòng tự hào vô lông hùng anh ta hiên ngang giữa bóng sơn hà. Qua bao năm tung hoành bó lông, đời khi phách chi trai hùng anh, dù non sông ngựa tung bay kiếm
Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha anh em. Hôm nay thì hôm nay sẽ có một trận solo giữa hai đường môn cao thủ tại server Thành Đô. Đó là đường môn Cá Mập và một ạc nữa là Gia Đình A Nghĩa. Và không biết bây giờ ông Gia Đình A Nghĩa đi đâu rồi. Mình đang đợi ông login vào game đây. Anh em chờ đợi trong giây lát nha anh em. Bây giờ mình sẽ kéo lên bên trên và chào tất cả anh em lại từ đầu nha. Chào Duy Hai, chào Hữu Nguyên, chào Nghĩa Nguyễn, chào Lơ Thịnh, chào Dương Hoàng, chào Huỳnh Huy, chào Trần Minh Trọng, chào Cỡ Nó Đi, chào Đanh Kho Phạm, chào Sơn Nguyễn, chào Nhật Vũ, chào Tiến Nguyễn, chào Nhã Nguyên, Nhã Uyên, chào Thi Phan, chào Quang Thủ Khố, chào tất cả anh em, nói chung nhiều quá anh em ơi, mình đọc nhiều quá. Coi như cho mình chào lại một lần nữa anh em ơi. Chào tất cả anh em đang xem cái livestream của Võ Lâm GVN hôm nay nha anh em. Và cũng không có gì, mong rằng anh em sẽ luôn đồng hành Võ Lâm GVN. Và hôm nay sẽ có một kèo solo 2K Kim Nguyên Bảo giữa hai cao thủ đường môn đó là Cá Mập và Gia Đình A Nghĩa. Và bây giờ anh Gia Đình A Nghĩa đi đâu thì mình chưa thấy. Anh em cùng chờ đợi trong ít phút nữa nha anh em ơi. Và hiện tại cao thủ đầu tiên đó là cao thủ Cá Mập. Mình sẽ soi sơ qua cái dàn đồ cho anh em nhìn sơ qua. Đây là một set ăn ban mắt ộp gia truyền 20 nhẫn 30 29 29, kiểu này thì quá đẹp rồi, không sao hết, gia truyền 20 đẹp rồi. Và kèm theo đó thì đã có một cái trang bị kim quang rất là đẹp trai, nón kim quang thì anh em đã đủ biết rồi, sinh lực phòng thủ rất là cao, mắt ộp rồi. Và kèm theo đó thì cái bao tay đồ xanh, phòng thủ 17 530, sinh lực và thân pháp 5 thôi. Anh ta trang bị cho mình một cái áo phục hồi 40 và kháng độc 20, khá là kỹ ca. Và một cái đai liên đấu định quốc, thời gian phục hồi trừ 80. Đường môn, đấu với đường môn thì luôn luôn cần những thời gian chống độc như thế này. Và một cái đai lưng này là quá đủ rồi. Đai cái giày thì phòng thủ và thời gian 120, tốc 34. Và đi kèm vào đó là một khổng thức linh tốc độ 20, sát thương 35 điểm, kháng độc 11. Tại server như thế này là cái khổng thức linh này là quá đẹp rồi anh em. Rất hiếm mà kiếm được những hàng hóa nào mà ok hơn. Bây giờ mình sẽ đợi đường môn Gia Đình A Nghĩa nữa nha anh em. Anh em chờ đợi trong giây phút. Và mình cũng xin thông báo một cái vấn đề nhỏ về lúc nãy có anh em hỏi một số vấn đề về cái gộp server Viện Kinh và Tường An á.
thì mình xin thông báo anh em luôn là xin thông báo anh em là về cái việc lại là để mình xem đợi chút nha. Đâu rồi ta? Đây rồi. Theo mà cái dự định mà gộp server đó anh em là bên Ader dự kiến là 30 tay gộp server Tường An và server Biển Kinh lại nha anh em. Đó là sau khi kết thúc liên đấu và sắp tới vào ngày 2 tháng 11 sẽ mở thêm hai server mới nữa cho anh em, đó là server bản thân Pháp nha anh em. Hiện tại chúng ta đang chơi một những phiên bản của nội công và sắp tới thì vào ngày 2 tháng 11 thì Ader sẽ mở thêm hai server mới nhất và nó về phiên bản của thân Pháp nha anh em. Và anh em đợi mình tới, đây là anh gia đình An Nghị đó rồi. Và cái dự kiến mà gộp server Tường An với Biển Kinh là sau khi liên đấu kết thúc nha anh em. Đây đợi tí nha, mình soi đồ đợi chút, anh em đợi chút. Mình nói về vấn đề này chút đã, đợi tí anh em ơi. Mình chat VK cho máu này hả? Đây là đường môn gia đình An Nghĩa, để mình soi máu cho anh em xem và đợi chút nha anh em. Mình giao kèo bước cho anh em nữa. Bước 1. Hai anh em đi mua máu đi. Và đây là set đồ của đường môn gia đình An Nghĩa nha anh em, một cao thủ của server đường môn của server Thành Đô chứ lộn, sorry anh em. Anh ta đang trang bị mình một cái dây chuyền kháng tất cả 19 ăn ban nhẫn 29 30 30. Hiện tại là đang trang bị cho mình một set ăn ban rồi, cũng khá là cao. Đi kèm vào đó thì một nón phòng thủ 19, thời gian chậm 30, sinh lực 80, bao tay phòng thủ 17, thời gian chậm 30, sinh lực hơn 100. Và kèm vào đó thì trang bị cho mình một cái áo phục hồi 40, kháng độc 24, sinh lực 87. Áo này bận vào đánh với đường môn thì khá đẹp rồi. Và một cái đai lưng liên đáo định quốc, sinh lực cộng 49, mắt ộp, thời gian chúng độc 80. Và một cái giày phòng thủ 17, thời gian chậm 30. Và đi kèm vào một cái khổng tức linh kháng độc 19, tóc 20, sát thương nội 69. Anh này đặt bom cũng được mà đánh bảo vũ cũng được, sát thương ngoại công là 23. Ok anh em, thì sơ qua thì mình đã soi kỹ trang bị cho anh em rồi, để mình hướng dẫn các bước còn lại cho hai cao thủ chúng ta vào trận đấu, vào đấu trường hôm nay đã. Anh em đang xem cái livestream solo kèo 2K Kim Nguyên Bảo này giữa hai cao thủ đường môn, đó là Cá Mập và gia đình An Nghĩa, thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ ngay bây giờ ủng hộ hai cao thủ của chúng ta nha anh em, cũng như là ủng hộ Võ Lâm ZVN. Và anh em đọc trên cái tweet của video này thì anh em hãy đang có một cái mini event, anh em hãy like và share comment tên một người thắng và kèm với một con số bất kỳ từ 1 đến 99 vào ai comment sớm nhất từ đến khúc cuối trận sẽ mình sẽ mở random xem thử ai nhận được cái kết quả sẽ được nhận đúng chính xác thì được nhận 30 kim nguyên bảo nha anh em. Anh em hãy like và share và nhớ là comment một con số bất kỳ với lại kèm với một người chiến thắng nha anh em. Hên xui thì sẽ được nhận 30 kim nguyên bảo nếu người đó dự đoán nhanh nhất nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho bước thứ hai cho anh em. Trao đổi. Ok anh em, bây giờ tiếp tục bước tiếp theo đó là hai bên sẽ trao đổi khung máu cho nhau. Trao đổi máu đi anh em ơi. Để tránh tình trạng đem theo thuốc lách vào đấu trường nha anh em. Kiểm tra đúng mức 60 bình là được. 60 ô chứ. Ông gia đình An Nghĩa đi đâu rồi ta? Không biết đâu rồi ta. Alo. Đâu rồi Sư Huynh? Con xin 5 phút hả? Ok. Anh em hãy comment một con số nhanh nhất nha anh em. Và đừng quên là đỡ lại một like và một chia sẻ mới hợp lệ nha anh em. Nên nhớ là like và chia sẻ video. Và comment một tên người chiến thắng và kèm theo một con số bất kỳ.
Nếu anh em nào mà dự đoán nhanh nhất vào đến cuối trận và đúng theo cái số mình cuối giờ mình sẽ bật random cho anh em xem. Nếu mà đúng với con số đó nhanh nhất thì mình sẽ trao tặng 30 kim nguyên bảo cho anh em dự đoán kết quả sớm nhất và đúng nhất nha anh em. Anh em hãy cố gắng like và share video và comment một người chiến thắng với một con số bất kỳ từ 1 đến 99 nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ soi lại đồ của cá mập, tại vì nhiều anh em mới vào chưa xem được. Bây giờ mình sẽ soi sơ qua đồ của cao thủ đường môn cá mập cho anh em xem. Đây là đường môn cá mập. Anh ta trang bị mình một set an bang, gia truyền 20, nhận kháng hỏa 30 và nhận kháng băng 29 và ngọc bội 29 kháng độc. Và anh ta đã trang bị một cái món kim quang rất là đẹp, mắt ộp, sinh lực rất là cao và phòng thủ 25, thời gian chạm 40, phục hồi sinh lực 6 điểm và thân pháp 20 điểm. Cái nón này là bá đạo nhất server rồi. Hiện tại đồ kim quang rất hiếm anh em. Và một bao tay phòng thủ 17, thời gian chạm 30, sinh lực và thân pháp cộng 5. Một cái áo phục hồi 40, kháng độc 20, sinh lực 120. Và đi kèm vào đó thì một món solo giữa đường môn với đường môn không bao giờ thiếu, đó là một món định quốc. Cái đai định quốc liên đấu, sinh lực 49 và trừ chúng độc 80. Và một cái giày phòng thủ 17, thời gian chạm 20. Anh ta đã trang bị một cái khổng tức linh tốc độ 20 và sát thương 35 điểm ngoại công và kháng độc cộng 11. Đó là đồ của cá mập. Và bây giờ mình sẽ soi đồ của gia đình A Nghĩa lại một lần nữa cho anh em xem sơ qua nha. Ông kia bảo đợi 5 phút, anh em đợi chút nha. Đây là set đồ của gia đình A Nghĩa một đường môn. Hai bên đang solo với một cái kèo là 2k kim ngân bảo, tương đương với là khoảng 30 triệu đồng nha anh em. Kèo này tương đương với 30 triệu đồng nha. Đây là một set ăn ban. Anh ta đã trang bị mình một cái gia truyền kháng tất cả 19. Một cái nhẫn 29 và một cái nhẫn kháng băng 30 và một ngọc bội 30, kháng độc 30 và một cái nón phòng thủ 19, thời gian chậm 30, sinh lực 80, nội lực. Một cái đai một cái bao tay, đúng rồi, bao tay phòng thủ 17, thời gian chậm 30, sinh lực 123. Một cái áo phục hồi 40, kháng độc 24, sinh lực 87. Và đường môn với đường môn thì không bao giờ thiếu cái đai liên đấu định quốc như thế này rồi. Sinh lực cộng 49 và trừ thời gian chống độc 80%. Và một cái giày phòng thủ 17 và thời gian chậm 30. Một cái khổng tức linh tốc độ 20, kháng độc 15, sát thương nội 69, đỡ đạt bom này. Và cái dòng bên dưới là sát thương ngoại công 23 điểm. Theo mà nhìn sơ qua những món đồ trang bị của hai cao thủ thì mình thấy, nói về trang bị thì có vẻ là trang bị của set trang bị của ông đường môn cá mập thì có vẻ nhịn hơn một tí anh em, nhịn hơn một chút. Mà liệu anh ta có bơ can như thế nào, anh em còn chờ đón vài phút nữa nha anh em. Hiện tại hai bên đang mua máu và mình sẽ làm theo những thủ tục đúng các bước đỡ vào đấu trường để tránh tình trạng những nhân vật đem thuốc lách vào bên trong. Hiện tại hai bên đang đi mua máu rồi, anh em đợi trong giây lát. Anh em cùng chờ trong giây lát một tí nha anh em. Hiện tại thức đánh là chúng ta sẽ đánh 3 trận và nếu cao thủ nào win 2 trận thì sẽ giành phần chiến thắng nha anh em. Và mình xin thông báo một vấn đề luôn, đó là sắp tới đây dự kiến vào về cái sự gộp server giữa Biện Kinh và Tường An đó anh em, dự kiến vào 30 tây tháng 10 đây. Vào khi kết thúc liên đấu sẽ gộp server Biện Kinh và Tường An nha anh em. Nên là những anh em nào lúc đầu có hỏi thì bây giờ mình trả lời luôn, là dự kiến vào 30 tây sẽ gộp server Biện Kinh và Tường An. Và đó là sau khi kết thúc liên đấu nha anh em. Và với một có một thông báo nhỏ nhỏ với anh em nữa là sắp tới đây ngày 2 tháng 11 sẽ mở open hai server mới, đó là hai bản thân pháp nha anh em. Hai bản thân pháp nha. Thân pháp thì nó khác với bản nội công bây giờ nha anh em. Hiện tại ba server của chúng ta đó là Biện Kinh, Tường An và Thành Đô là ba phiên bản chuyên về nội công. Và sắp tới đây sẽ mở hai server đó là chuyên về thân pháp nha anh em. Anh em nên nhớ vấn đề là chuyên về thân pháp nha.
Đó là những anh em nào mà có chơi đường môn thì nên ghi nhớ từ bây giờ. Và trận đấu của chúng ta là với thử thức đánh là 3 trận, nếu win 2 sẽ chiến thắng nha anh em. Kèo của chúng ta là 2K Kim Nguyên Bảo. Và ở sơ tả túi thì có một cái mini game, anh em hãy like và share và comment tên người chiến thắng và kèm theo một số bất kỳ từ 1 đến 99. Cuối trận đấu nếu ai chiến thắng mình sẽ quay random một con số bất kỳ. Nếu anh em nào may mắn dự đoán chính xác nhất và nhanh nhất sẽ được giành phần thắng 30 Kim Nguyên Bảo nha anh em. Anh em nên nhớ cho mình nha. Anh em nên từ đây đến lúc cuối anh em nên like và share, comment video ngay bây giờ. Hai bên cao thủ đang bảo đợi thì mình đợi thôi anh em. Anh em cố gắng đợi trong giây lát nha anh em. Đợi lâu quá rung tay. Trong những trận đấu như thế này thì các cao thủ chúng ta rung tay là chuyện bình thường thôi anh em. Mong rằng anh em hãy cố gắng. Làm gì mà rung? Gì mà rung? Cố lên. Nào. À đâu ủng hộ. Anh em đang ủng hộ chứ. Đang ủng hộ đây cho nó hay. Anh em đang xem livestream ủng hộ mà. Ồ, nó bị kẹt cái chữ đầu rồi anh em. Mình phải quất thêm cái chữ hi hi nó mới quất được. Thank you. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông kia bảo đang đi test auto cái gì mà lâu bà ta. Nãy giờ hơn 10 phút rồi. Cái này thì mình không được hấu rồi anh em. Cái này là bên cao thủ bên kia bảo đợi thì mình ráng đợi thôi, nhưng mà lâu quá. Nãy giờ đã hơn 10 phút rồi. Anh em chờ đợi một tí nha anh em ơi. Anh em hãy like và share comment ngay bây giờ để nhận phần thưởng 30 Kim Nguyên Bảo dành cho một người nhanh nhất và chính xác nhất nha anh em. Mọi người hãy nên nhớ like và share comment ngay bây giờ nha anh em, để nhận phần thưởng vào cuối trận nha anh em. Hiện tại bây giờ đã lên con số là 300, hơn 300 người đang xem rồi. Anh em hãy cố gắng kéo lên khoảng 400 người để cho hấp dẫn anh em ơi. Tại vì trận đấu của chúng ta tương đương tầm vị trí là gần 30 triệu Việt Nam đồng rồi. Nên là rất cần những cái like và share comment của anh em để trận đấu chúng ta diễn ra tốt đẹp hơn anh em ơi. Anh em hãy tranh thủ cố gắng nào, giúp mình lên 400 người xem nào anh em. Hiện tại đã lên 328 rồi. Anh em hãy like, share và comment một người chiến thắng và kèm theo một con số bất kỳ từ 1 đến 99 để nhận phần thưởng 30 Kim Nguyên Bảo. Chào tay ngay cho anh em nha anh em. Em chào anh Nghĩa Độc Đại. Nếu mà lên tầm 500 người xem thì sẽ bật mí một tin mới nhất của Võ Lâm GVN cho anh em nha anh em. Anh em hãy like và sẽ nghe bây giờ giúp mình anh em ơi. Nếu mà đủ 500 người xem thì Adder sẽ bật mấy một cái tin tức rất là đặc biệt của Võ Lâm GVN. Chờ đợi là hy vọng đúng rồi. Hãy
Hiện tại đã lên 326 người đang xem rồi. Anh em hãy like và share video và comment một người chiến thắng và kèm thêm một số bất kỳ từ 1 đến 99. Đó, vào cuối trận mình sẽ quay số random và sẽ trao phần thưởng 30 kim nguyên bảo cho anh em trả lời nhanh và sớm nhất nha anh em. Và nếu cái lượt sai, cái lượt share video đạt lên khoảng 500 view, 500 người xem thì mình sẽ bật mấy một cái tin tức hot của Võ Lâm GVN cho anh em nắm bắt tình hình. Hiện tại đã delay khoảng 15 phút rồi. Đó, mình nhắc nhở một tí nào. Delay 15 phút rồi anh em ơi. Anh em cứ bình tĩnh giúp mình tí. Nhanh anh em hitbox hả? Hiện tại đã lên con số 333 rồi. 333 lượt xem rồi. Anh em hãy cố gắng like và share comment và kèm thêm một người chiến thắng và kèm thêm một con số bất kỳ từ 1 đến 99 nha anh em. Vào cuối trận mình sẽ mở đem đâm một con số bất kỳ. Đỡ mình trao giải cho anh em, nếu nào anh em nào mà dự đoán chính xác nhất sẽ được 30 kim nguyên bảo nha anh em. Làm thủ tục nữa anh em ơi. Sao lại ra F9? Đang hai bên đang kiểm tra máu liệu có đem thuốc lắc hay không. Hai bên tự kiểm tra nha. Trao đổi máu đủ 60 ô. Kiểm tra thuốc lắc. Kiểu chống mưa ô được rồi. Sáu mươi ô thì thích chứ. Ông này chắc lần đầu tiên đánh rồi anh em. Gia đình A Nghĩa đây. Bung ra kiểm tra. Đúng 60 ô. Máu ai người đó lấy lại thôi. Trời ơi ông này chết tôi. Bạn ngốc quá. Bình tĩnh nào anh em. Hiện tại đã lên con số 336 người xem rồi. Nhặt kiểm tra thôi chứ có gì đâu mà ông này ông không hiểu ta. Bung ra kiểm tra sớm mua đã. Máu ai người đó nhặt lại thôi. Không hiểu hả vậy. Đủ 60 ô rồi. Rồi thì bung ra về nhặt máu mình thôi. Kiểm tra
đủ 60 ô là không còn thuốc lắc. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục. Thoát game. Có cần ao không? Có chứ. Vậy ok, bước 4. Vào butter. Vào đấu trường thôi. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ vào trận đấu ngay bây giờ nha anh em. Ok, sau khi làm thủ tục thì có vẻ là gia đình A Nghĩa là có vẻ là đánh lần đầu tiên nên là hơi bị phức tạp một tí, thì anh em thông cảm. Không có auto à? Bây giờ chúng ta cùng chờ đón hai cao thủ chúng ta nha anh em. Chỉ còn khoảng 40 giây thôi. 40 giây trận đấu sẽ bắt đầu. Anh em hãy bình luận bên dưới liệu ai chiến thắng nào anh em. Nếu mà hiện tại trận đấu của chúng ta là đấu 3 trận, nếu mà ai giành phần chiến thắng 2 lần thì phần thắng sẽ thuộc về người đó nha anh em. Và anh em hãy comment người dự đoán, anh em hãy like và share và comment một người giành chiến thắng và nên kèm thêm một con số từ 1 đến 99. Nếu cuối trận anh em nào chính xác nhất, mình sẽ trao tặng 30 kim ngân bảo cho anh em nha. Đây là một cái mini game cho anh em đang xem livestream. Và hiện tại livestream là lên 382 người xem. Anh em hãy cố gắng lên 500 view. Hãy lên 500 view để Adder sẽ bật mí một cái vấn đề hot nhất của Võ Lâm GVN cho anh em xem. Hiện tại hai bên đã giao tranh rồi. Hiện tại cá mập đang cố gắng đánh những đòn đam rất là khủng khiếp. Bảo Vũ là ho. Gia đình A Nghĩa dính khá là nhiều. Gia đình A Nghĩa cũng khá là di chuyển khá là ok. Anh ta dùng những chiêu 12x và né những đòn đam Bảo Vũ là ho rất là điệu ngựa. Hai bên vẫn đang giao tranh. Trận đấu là 10 phút nha anh em. Nếu mà ai bị chết trước thì sẽ bị chết thôi. Còn nếu câu giờ vào thời gian cuối cùng thì nó sẽ tính đam thôi. Cái này tính theo phút rồi. Để xem ai sẽ chết trước đây. Những đòn đam và những đòn bảo vũ là hai bên đang đánh dính độc qua dính độc lại mà chưa biết ông nào là bị dính đam nhiều hơn. Có vẻ là hai bên đang ngang tài ngang sức. Gia đình A Nghĩa anh ta đang chọn một cách lối đánh là di chuyển xung quanh vòng tròn của cá mập rất là hấp dẫn. Những cái tia nhỏ của bảo vũ là ho xấy ra thì vẫn dính được một ít đam nào đó, nhưng mà có vẻ không được mạnh cho lắm. Gia đình A Nghĩa lại chơi một cái chiêu đó là nguy hiểm chạy lẹ và giấu máu của mình. Nhưng mà hai bên đang đánh thì không thấy máu được cho nhau đâu. Hiện tại trận đấu đã gần 2 phút rồi. Liệu cao thủ nào sẽ giành phần chiến thắng đây? Hai bên đang đánh những đòn đam bảo vũ là ho rất là gắt gao. Và những đòn đam mặc định theo như mình thấy thì ai thắng này. Sau một hồi cá mập đã giành chiến thắng. Đúng rồi, cá mập đã giành chiến thắng trận đầu tiên. Anh ta xấy mặc định rất là nhiệt tình. Và gia đình A Nghĩa đã dính 3 đam. Và đến thứ đam thứ tư thì đã không kịp bơm máu rồi. Ok, và trận đầu tiên thì cá mập đã giành phần chiến thắng. Anh em có xem công bố chỗ này. Đó là đội cá mập chiến đội 1. Đã mất tiêu rồi. Đây rồi,
Chiến đội 1 đánh trúng 10K585 và đội gia đình A Nghĩa đánh trúng 18.539 và Cá Mập đã giành chiến thắng và kết thúc trận đấu rất là nhanh gọn. Và bây giờ hai bên sẽ đợi trong giây lát, anh em cùng chờ đợi trong giây lát. Anh em nghe, anh em cùng chờ đợi trong lát để tiếp tục trận đấu thứ hai nha anh em. Và anh em hãy cùng chờ trong giây lát. Anh em của chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát nha anh em. Trận đấu chúng ta trận thứ hai sẽ tiếp tục sau vài phút nữa. Anh em nào chưa like và share video này thì hãy like và share video và comment một tên người chưa giành chiến thắng hôm nay và đi kèm vào một con số bất kỳ, đó là từ 1 đến 99. Vào đến cuối trận mình sẽ quay random một con số bất kỳ. Nếu anh em nào mà dự đoán chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận một phần quà mini game của Võ Lâm GVN, đó là 30 kim nguyên bảo nha anh em. Và trận đấu solo này là trận đấu kèo 2K kim nguyên bảo tương đương với sắp xỉ gần 30 triệu đồng. Và mong rằng anh em hãy like và share ủng hộ hai cao thủ của chúng ta hôm nay. Hiện tại số view đã lên gần 400 view, 400 người xem rồi. Anh em hãy cố gắng kéo lên 500 view nào. Ader sẽ bật mí một cái bí mật nho nhỏ của Võ Lâm GVN sắp tới cho anh em, để anh em biết trước tình hình. Và anh em đang nghe ca khúc này là ca khúc Bích Huyết Kiếm, đúng rồi, của Jinka. Ok anh em, và đây là hai cao thủ đang trao đổi máu với nhau. Chúng ta cùng chờ đợi trong vài phút nữa. Bước thứ 3, thoát game. Ok, bây giờ thoát game thôi. Thoát game để tránh tình trạng nuốt thuốc lắc trước khi vào trận đấu nha anh em. Ok, BT vào đó chưa? Ok, bây giờ thì chúng ta có thể vào xem được rồi. Mình sẽ vào xem và soi lại đồ hai cao thủ cho anh em nhìn sơ qua. Đây là cao thủ đường môn Cá Mập của server Thành Đô. Đây là những trang bị của anh ta. Một set ăn bàn mắt ộp 20, 30, 29 và 29, kèm theo một cái nón kim quang mắt ộp rồi. Không còn nói đến nữa nè em ơi, quá đẹp rồi. Bao tay thời gian chạm 30, phòng thủ 17, thông pháp 5 điểm.
áo phục hồi 40, kháng độc 20, sinh lực rất là cao, 120. Và đi kèm với một cái trang bị đai lưng định quốc, sinh lực cận 49, mắt ộp, thời gian chống độc 80. Cái giày phòng thủ 17, thời gian làm chậm 20. Và cái khổng tức linh tốc độ 20 và sát thương 35 điểm ngoại công và kháng độc 11. Và bên đây là set đồ của cao thủ đường môn gia đình A Nghĩa. Mỗi bên đều trang bị cho mình một con bông tiêu nha anh em. Đây là set ăn ban gia truyền 19, nhẫn 12, 19, 30, 30. Và kèm vào đó thì những trang bị đồ xanh thôi. 17, 30, sinh lực 123, 19, 30, sinh lực 80, áo phục hồi 40 và kháng độc 24, sinh lực 87 và đai liên đấu 49, sinh lực và 80 trừ chúng độc. Giày phòng thủ 17 và thời gian chúng độc 30. Và đi kèm vào một khổng thức linh tốc 20 và kháng độc 15. Và sát thương nội 69 đỡ danh địch bom thôi. Và sát thương ngoại công 23 điểm. Nhìn sơ qua set đồ thì anh em đã đủ thấy là đồ ai sẽ ngon hơn rồi. Theo mình thấy thì đồ cá mập thì nhỉnh hơn một chút. Và liệu trận thứ hai sẽ như thế nào đây? Anh em cùng chờ đón kết quả sau ít phút nữa. Trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây nữa thôi. Trận đầu tiên thì cá mập đã giành phần chiến thắng rồi. Nếu bây giờ cá mập lại giành chiến thắng nữa thì phần thắng sẽ nghiêng về cá mập. Chúng ta chỉ đấu khoảng 3 trận và win 2 lấy 2 thôi. Gia đình A Nghĩa vừa xử lý chiêu 12x né đam bảo vũ lê ho rất là nhiều. Cá mập thì vẫn còn giữ chiêu 12x cho mình. Hai bên đang đam những đòn đam mặc định về hai hướng nhưng mà chỉ dính những đòn đam nhỏ thôi, những đòn lẻ tẻ bên ngoài thôi, không dính đam chính cho lắm. Vừa dính đam chính rồi hai đam, gia đình A Nghĩa vừa mất mới dính hai đam, hai đam gần tí nữa là mất khoảng một nửa máu rồi. Và cá mập vừa đánh một cái chiêu đó là thiên la địa võng, chiêu này đánh rất là dí khỏi chạy luôn, dính đam rồi nửa máu hơn quá, anh ta lại bôi máu kịp thôi. Gia đình A Nghĩa là vừa dính tuần thứ hai, anh ta chỉ còn một nửa máu thôi nhưng mà anh ta đã xử lý rất là kịp thời, chạy ra đòn đam, nếu mà dính khoảng hai đam nữa anh ta đã chết rồi. Cá mập vừa chơi và vừa chat rất là nhiệt tình. Gia đình A Nghĩa cũng rất là đa mặc định nhưng mà có vẻ rất là khó trúng cá mập. Lại còn một tí nữa là bị chết nữa rồi. Hai bên vẫn đang cố gắng đánh những đòn đam mặc định về phía đối phương thôi. Hiện tại cá mập anh ta đang chơi cái chiến thuật đó là vừa trách nhảm nên là mình không đọc máu được cá mập. Nếu mà nhìn sơ qua thì gia đình A Nghĩa cũng đam được cá mập một số đam nào đó nhưng mà có vẻ mình không nhìn máu được cá mập tại vì anh ta đã trách nhảm. Gia đình A Nghĩa là dính đam rồi. Dính đam cá mập, dính đam rồi. Cá mập dính đam, cá mập xém chết. Cá mập vừa máu đỏ luôn em ơi, rất là đáng tiếc. Rất là may mắn cho cá mập luôn. Vừa dính đam xém một tí nữa đã bị rụng nụ rồi, máu đã xuất về máu đỏ. Bây giờ cá mập đã chát nhảm làm cho Adder rất là khó khăn trong tình trạng mà đọc máu ra rồi. Hai bên đang di chuyển rất là nhanh gọn. Anh em đang xem thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ ngay bây giờ. Và hãy comment một người giành chiến thắng hôm nay và đi kèm với một số bất kỳ 1-99. Và cuối trận Adder sẽ xém chết, gia đình A Nghĩa xém chết máu vàng luôn rồi. Hơn là có chiêu 12 chứ không là anh ta đã bị chết tại vị trí đó rồi. Anh em hãy comment và like, nhớ like và comment một người chiến thắng hôm nay và một con số bất kỳ để nhận một phần quà, đó là 30 kim ngân bảo nha anh em. Mình đang vừa nói cái vụ đó nhưng mà có tình huống bất ngờ nên là mình phải ngừng lại thôi. Hai bên đang giao tranh rất là gắt, cá mập vừa xém tí nữa là chết rồi. Anh ta vừa rút khoảng nửa máu. Dính đam nè, dính đam nè. Hai bên vừa xử lý chiêu 12x rất là nhanh. Gia đình A Nghĩa có vẻ là đã dính đam, mình cảm thấy dính đam rất là nhiều. Cá mập cũng vậy. Liệu ai sẽ giành phần chiến thắng trong trận thứ hai này đây? Nếu mà bây giờ gia đình A Nghĩa giành phần chiến thắng thì chúng ta sẽ có một trận thứ ba rất là gắt gao cho anh em xem. Hiện tại bây giờ là trận thứ hai thôi và trận đầu tiên đã thuộc về cá mập đã giành phần chiến thắng trận đầu tiên rồi. Sẽ như thế nào đây? Cá mập dính đam, cá mập dính đam.
Không sao, không sao, anh ta đã di chuyển ra khỏi vùng đam bảo vũ rồi ho, rất là nhanh gọn. Tại vì nhờ vào chiêu 12X. Rất là may mắn. Hai bên có vẻ là hết thể lực rồi anh em. Vừa đứng được một tí đã có lại và chạy thôi. Anh em hãy like và chia sẻ ngay bây giờ. Và hãy bình chọn một người giành chiến thắng của trận đấu solo hôm nay. Và nên đi kèm vào một số bất kỳ để nhận một phần quà, đó là 30 kim ngân bảo nha anh em. Giờ đây đang nghĩa còn nửa máu. Trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 6 phút nữa. Cá mập dính đam xong. Thế là rất là hay. Cá mập đã dính đam và hiện tại gia đình A Nghĩa đã giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai. Rất là hay. Tại vì nhìn sơ qua mình thấy là cái đoạn đó cá mập dính đam không thể di chuyển ra bên ngoài. Có vẻ anh ta đã hết kill 12X và anh ta đã bị chết, không thể kịp chạy được những đoạn đam cuối cùng. Và chỉ cần đoạn đam thứ tư và thứ năm thì đã bị giật chết rồi. Và theo số điểm thì đam rất là cao. Cá mập là chiến đội đánh trúng được 31.000 điểm. Và gia đình A Nghĩa bị trúng 46k. Nếu mà trong trận thứ hai này cá mập không bị kết thúc thì có vẻ cá mập sẽ giành phần chiến thắng hơn số điểm 15k lận. Ok, bây giờ chúng ta còn chờ đợi kết quả. Chờ hai bên đang đi mua máu và chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu thứ ba nha anh em. Anh em hãy chờ đợi trong giây lát. Và ca khúc này là ca khúc Bích Khiết Kiếm của Zinka, nhạc hoa lời Việt nha anh em. Rất là hay. Trận này thứ hai gia đình A Nghĩa đánh rất là ok. Có vẻ là sau trận đấu thứ nhất và trận đấu thứ hai thì anh ta có đó có vẻ là rút được kinh nghiệm về cái phần trao đổi máu cho nhau. Mình đang soi hai người trao đổi máu, anh em cùng nghe ca khúc mới nhất của Võ Lâm Dí VN nha anh em. Anh em hãy like và share, comment một người chiến thắng và cộng thêm một số bất kỳ từ 1 đến 99. Và cuối trận mình sẽ công bố kết quả và quay random sẽ lấy ra một người bình chọn nhanh nhất để tặng một phần quà là 30 kim ngân bảo nha anh em. Ok anh em, bây giờ hai bên đã trao đổi béo xong rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ 3. Bước 3 out game. Để tránh tình trạng nuốt thuốc lắc trước khi vào trận đấu nha anh em. Trao đổi máu cũng vậy, trao đổi máu đỡ tránh tình trạng đỡ thuốc lắc vào trong rương nha anh em. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu trận thứ 3 ngay vào thôi. Trận đấu này là trận đấu solo giữa hai cao thủ gia đình A Nghĩa và cá mập với kèo lên đến 2k kim ngân bảo nha anh em. Tương đương với gần 30 triệu Việt Nam đồng nha. Nên là Adder có một phần thưởng mini game nhỏ nhỏ cho anh em, đó là anh em hãy dự đoán người giành phần chiến thắng hôm nay đi kèm với một số bất kỳ từ 1 đến 99, để anh em có thể nhận được một 30 kim ngân bảo từ phần quà ZVN. Và cũng rất cảm ơn anh em thời gian qua đã đồng hành cùng Võ Lâm ZVN và mong rằng anh em mãi sẽ đồng hành Võ Lâm ZVN nha anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vào trận đấu thứ 3 thôi. Trận đấu này là trận đấu chung kết nha anh em. Và vào cuối trận đấu mình sẽ quay số lấy ra một số bất kỳ để phát một phần quà may mắn nhất, trao tặng 30 kim ngân bảo cho người may mắn nha anh em. Anh em hãy like và share comment một người giành chiến thắng bất kỳ nào anh em. Và kèm theo đó một con số từ 1 đến 99 nha. Mình luôn nhắc phần quà này cho anh em. Anh em hãy lấy ngay 30 kim ngân bảo từ những việc like và share video này giùm mình nha anh em. Hiện tại trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 60 giây nữa sẽ bắt đầu thôi. Và mình có một thông báo nhỏ nhỏ với anh em là vào 30 tây, đây là 30 tháng 10 thì bên đội ngũ sẽ gộp hai server Biển Kinh và Tường An lại nha anh em, sau khi kết thúc liên đấu của tháng này nha anh em. Và một cái thông báo nhỏ nhỏ nữa là vào ngày 2 tháng 11 thì Adder sẽ mở hai server mới, đó là hai server mới chuyên về bản thân Pháp nha anh em. Còn server Biển Kinh, Tường An và Thành Đô là ba server nội công. Nên là những anh em nào chơi nội công rồi thì có thể qua trải nghiệm bên bản thân Pháp để biết được bản thân Pháp nó sẽ như thế nào nha anh em. Ok anh em, và bây giờ trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục sau 20 giây thôi.
Chúng ta cùng chờ đợi kết quả sau ít phút nữa. Trận đấu chỉ còn khoảng 10 giây nữa thôi. Bắt đầu rồi. Bây giờ là trận chung kết. Liệu bên nào sẽ giành phần chiến thắng, anh em hãy comment bên dưới cho mình nha anh em. Và hãy nhớ like và share và đi kèm theo một con số bất kỳ. Đó, chúng ta có thể nhận một phần quà mini, đó là 30 kim ngân bảo dành cho người dự đoán sớm nhất. Hai bên đang di chuyển. Để mình xem ông nào sẽ bị dính đam đây. Cá mập vừa bị dính đam rồi. Hiện tại hai bên đang thả những đồng đam mang định về phía đối phương, nhưng mà có vẻ là chưa được mạnh cho lắm, tại vì chỉ dính những đồng đam nhỏ lẻ bên ngoài thôi. Bây giờ cá mập lại chơi cái chiêu chết nhảm rồi, là đỡ AD khó đọng máu rồi, rất là khó cho AD rồi anh em ơi. Hai bên đang mặc định về phía đối phương thôi, không có xài auto thì phải. Đang đam hên xui, dính đam rồi. Không sao không sao, gia đình đã nghĩa dính hai đam nhưng mà có vẻ không sao cả. Dính đam nữa rồi, hên mà có chiêu 12x. Cá mập không sao, cá mập không sao, cá mập chỉ dính một đam thôi. Hai bên lại giao tranh. Hên là có chiêu mà hít đã di chuyển ra khỏi vùng trọng tâm của bão vũ rồi ho. Hai bên đang đánh những đòn bão vũ lợi ho rất là gắt, chỉ dính những đòn đam lẻ tẻ nhỏ bên ngoài thôi, không có gì là gọi cả, không có gì gọi là. Cá mập thì anh ta đã chắc nhảm rồi, mình không thể đọc máu được cá mập. Để mình xem như thế nào, anh ta lại chắc nhảm nữa rồi. Gia đình anh Nghĩa vừa di chuyển một kill 12x rất là nhanh nhẹn, để né cái đòn đam đó. Anh ta đã dính một đam nhưng mà đã di chuyển ra bên ngoài rất là nhanh gọn. Cá mập đã chơi đòn thiên la địa võng, vừa đánh hai ba đòn nhưng mà có vẻ chưa kết thúc được. Thiên la địa võng là một cái chiêu 6x giấy rất là gắt, gắt hơn bà bố lợi ho luôn. Nếu mà đường môn nào mà biết solo kèm theo kêu thiên la địa võng thì rất là đặc biệt, rất là hay luôn. Dính đam rồi, đó thiên la địa võng nữa, thấy chưa, hai đam thiên la địa võng xuất hiện ra bên ngoài liền, kéo gia đình đã nghĩ lại nhưng mà không sao, anh ta đã kịp thời di chuyển kêu 12x ra bên ngoài. Đó thiên la địa võng nữa rồi. Nếu mà kèm theo hai kill như thế này thì BK rất là hợp lý. Không biết trận này gia đình An Nghĩa có giành phần chiến thắng nữa hay không. Trận thứ hai tuy anh ta thua điểm nhưng mà anh ta đã kết thúc nhanh gọn với cá mập, nên là trận thứ hai anh ta kết thúc rất là nhanh gọn. Hai bên vẫn đang cởi cho mình một con bôn tiêu và di chuyển khắp nơi. Dính đam rồi, dính đam rồi, không sao. Gia đình An Nghĩa xém một tí nữa là bị chết rồi, chỉ còn 50% máu thôi. Sẽ như thế nào tiếp tục đây? Có vẻ như là gia đình An Nghĩa mắc kêu 12x rồi, anh ta di chuyển kêu 12x liên tục. Còn cá mặt thì rất là khép nép về cái chiêu 12 của mình, rất thấy, rất ít thấy anh ta sai. Anh em cùng bình tĩnh và bình luận bên dưới nào anh em, bình luận bên dưới nào anh em, ai sẽ giành phần chiến thắng đây. Và những anh em nào like và share và comment hợp lợi thì sẽ được nhận 30 kim ngân bảo nha anh em. Anh em nên nhớ là nếu anh em nào đã comment rồi thì hãy like và share video ngay bây giờ, để chúng ta đúng thủ tục để có thể nhận kim ngân bảo nha anh em. Trận đấu của chúng ta là tương đương với 2k kim ngân bảo, tương đương với khoảng 30 triệu đồng. Thì anh em không ngại gì, không ngại mà chia sẻ cho hai cao thủ chúng ta anh em. 30 triệu đồng Việt Nam đồng lận, nên là rất cần những cánh tay like và chia sẻ của anh em. Đỡ cái video này nó sẽ giúp được ra rộng rãi cho những người đồng hành vào Lâm Trường Kỳ,
sẽ biết đến các cầu thủ của chúng ta và hai cầu thủ của Bảo Lâm GVN chúng ta. Hiện tại cá mập có vẻ mình thấy Đam gia đình ở Nghĩa, gia đình ở Nghĩa có vẻ như gần hết máu rồi. Anh ta bị trúng đam liên tục. Cá mập anh ta tuy là ít dùng chiêu 12x nhưng mà anh ta đam rất là chính xác. Mình cảm thấy là như vậy, đam hoàn toàn trúng. Nhìn sơ qua thì cũng đủ thấy là gia đình ở Nghĩa luôn luôn bị trúng độc. Cá mập anh ta di chuyển né những đồng đam bao vụ rất là hợp lý. Tuy rằng anh ta không dùng chiêu 12x nhiều, anh ta đỡ dành vào những khúc anh ta sắp chết thì phải. Rất là tỉ mỉ. Dính đam rồi, gia đình ở Nghĩa dính đam rồi. Dính đam thấy chưa, mình biết ngay mà. Chỉ cần dính khoảng 3 đam đến 4 đam thì đối phương đã có vẻ đã bị chết rồi. Phần thắng đã thuộc về gia đình A Nghĩa. Sau đây em phần thắng đã thuộc về cá mập. Và rất tiếc cho cao thủ gia đình A Nghĩa, anh ta đã bị dính đòn đam rất là nặng. Dính một lần đến 4 đam đòn không thể di chuyển ra bên ngoài. Có vẻ lúc đó anh ta đã hết chiêu 12 rồi. Và ok, và xin chúc mừng cao thủ cá mập đã giành phần chiến thắng và giành được 2k Kim Nguyên Bảo. Và cũng xin rất đáng tiếc cho cao thủ gia đình A Nghĩa. Anh ta tuy là bơ ca cũng rất ok nhưng mà có vẻ là lâu ngày không bơ ca nên là từ vào đầu trận thì anh ta đã xếp xếp và chỉnh sửa âm tu rất là lâu. Nhưng mà rất là đáng tiếc, nhưng mà cố gắng thôi cho biết sao bây giờ. Mong rằng những trận đấu bên sau thì gia đình A Nghĩa sẽ cố gắng hơn. Và bây giờ mình sẽ quay random ngay bây giờ cho anh em. Và anh em nào giành phần quà chiến thắng mình sẽ công bố kết quả sau nha anh em. Bây giờ mình sẽ quay random. Ok, cảm ơn anh em. Tới nha, cá mập chiến thắng 2000 Kim Nguyên Bảo, chúc mừng. Ok, bây giờ mình sẽ bật màn hình lên và quay random một con số bất kỳ cho anh em. Và anh em nào dành phần may mắn sẽ được 30 Kim Nguyên Bảo thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đưa phần may mắn qua bây giờ cho anh em xem. Anh em đợi mình trong giờ lát. Ok, đây là bảng random. Bây giờ mình sẽ quay nha anh em. Mình chỉ quay một lần một thôi nha anh em. Từ từ để mình soi cho nó to ra một tí nữa cho anh em dễ nhìn nha. Anh em đợi mình chút. Mình sẽ đưa cái logo này ra to một tí nữa cho anh em dễ nhìn con số may mắn của chúng ta hơn. Ok, to lên tí nữa nè. Và bây giờ mình sẽ quay một con số bất kỳ nha anh em. Mình chỉ quay một lần một thôi nha anh em. Anh em nên nhớ là mình chỉ quay một lần một thôi. Nếu anh em nào may mắn thì sẽ được nhận 30 Kim Nguyên Bảo. Ok, bây giờ anh em đã thấy rõ chưa nào? Anh em đợi mình tí, mình sẽ kiểm tra đúng rồi mình sẽ quay nha. Chờ mình trong 30 giây nữa. Anh em hãy, anh em nào chưa comment và chưa like share comment thì anh em hãy like share video và comment. Bây giờ comment thì không được nữa rồi anh em, tại vì cá mập đã giành phần chiến thắng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay đây. Một lần một duy nhất thôi nha, chỉ một lần duy nhất thôi nha. Hiện tại bây giờ số nó là 50. Anh em thấy chưa? Bây giờ là số random đã là 50 đây. Bây giờ mình sẽ nhấn vào Genrate, nó sẽ quay một con số bất kỳ đây. 1. Mình sẽ đếm đến 10 nha, mình sẽ đếm đến 10 nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ra nào, con số đó là con số 31. Anh em nào comment nhanh nhất vào con số 31 thì tí nữa Ader sẽ bị em và trao giải 30 Kim Nguyên Bảo cho anh em nha anh em. Và kết quả hôm nay thì anh em đã đủ thấy rồi. Cá mập và đi kèm vào đó là con số 31. Cá mập và đi kèm vào đó là con số 31. Và những anh em nào comment đúng nhưng mà chưa like, chưa share video là coi như là phần quà đó là không được tính nha anh em. Anh em nên nhớ là đã like video và share video và comment cá mập và 31 là mới được là 30 Kim Nguyên Bảo nha. Và chỉ tính cho những anh em nào mà dự đoán sớm nhất. Anh em nên nhớ là chỉ tính cho những anh em nào sớm nhất thôi.
Và ok, bây giờ cái livestream hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn anh em vào thứ sáu tuần này, mình sẽ livestream công thành chiến tại server Biển Kinh hoặc là Tường An cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ bye bye, hẹn anh em vào thứ sáu tuần này nha anh em. Chúc anh em một buổi tối, và chúc anh em một buổi tối thật ấm áp và vui vẻ bên gia đình nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye anh em. Bye bye mọi người, bye bye.